Thưa quý vị và các bạn, chàm sữa là dạng chàm thể tạng ở trẻ từ 2 tháng đến 2 tuổi, có đặc tính là bệnh viêm da mạn tính không lây, bệnh có tiền sử bản thân hay gia đình có cơ địa dị ứng, bệnh gây tổn thương da ở vị trí điển hình ở hai gò má. Chương trình Sức khỏe cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương hôm nay với chủ đề bệnh chàm ở trẻ em sẽ cung cấp những thông tin rất cần thiết đến quý vị và các bạn, nhất là các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trong việc phòng ngừa và chữa trị cho trẻ. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Chàm là căn bệnh phổ biến với các bé. Ở Việt Nam, bệnh chàm chiếm 25% tổng số bệnh ngoài da. Con của bạn có thể bị chàm từ khi sinh ra, mặc dù nó thường bắt đầu từ 2 đến 3 tháng tuổi. Nhưng đừng lo lắng, bởi phần lớn trường hợp sẽ khỏi hẳn khi trẻ lớn lên. Chàm sữa thường gặp ở trẻ sau 2 tháng tuổi. Biểu hiện ở bệnh là những mụn nhỏ li ti xuất hiện ở hai bên má, rồi lan đến cằm và trán. Chúng nhanh chóng vỡ ra, khiến cho da trở nên đỏ và bị rớm dịch. Nếu không giữ vệ sinh sạch sẽ, trẻ rất dễ bị nhiễm khuẩn, những vết vỡ sẽ bị đóng vẩy, da của trẻ sẽ đỏ nhiều hơn và trẻ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bệnh có thể tái đi tái lại nhiều lần. Có người cho rằng bệnh nổi theo tuần trăng. Nguyên nhân gây bệnh chàm sữa ở trẻ em khá phức tạp, khó phát hiện được. Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong bệnh này. Nhưng bệnh chàm không nguy hiểm lắm. Đến khoảng hơn 2 tuổi, bệnh có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Thưa bác sĩ Định Huấn, bệnh chàm có thường hay xuất hiện ở trẻ em hay không? Và chàm sữa có phải có nguyên nhân là do sữa gây ra hay không thưa bác sĩ? Bệnh chàm thể tạng còn có tên gọi khác là viêm da cơ địa hay là viêm da thể tạng là một bệnh da rất phổ biến ở trẻ em. Bệnh này khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1, một năm tỷ lệ khá nhiều, khoảng 2-3 ngàn lượt khám. Thì là bệnh này là một bệnh viêm da mãn tính, tái đi tái lại nhiều lần. Và không phải là bệnh lây, bệnh truyền nhiễm, mà nó là bệnh rối loạn hệ miễn dịch trên em bé. Người ta nghĩ rằng bệnh này gọi là chàm sữa, thật ra không phải thực sự liên quan tới sữa, mà là lứa tuổi khởi phát. Là thường là nhóm tuổi từ 2 tháng đến 2 tuổi, là lứa tuổi mà trẻ bú mẹ hoặc bú sữa. Nó chỉ thực sự liên quan tới sữa, thường là liên quan đến sữa công thức trong những trường hợp mà chàm rất nặng. Còn trong những trường hợp chàm thông thường thì nó liên quan tới cái rối loạn hệ miễn dịch của em bé. Và chính vì rối loạn hệ miễn dịch em bé liên quan yếu tố di truyền là chủ yếu gây ra đột biến gen ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da. Chính sự rối loạn hàng rào bảo vệ da này bị tổn thương làm cho vi khuẩn những dị ứng nguyên từ ngoài xâm nhập vào, gây lên rối loạn hệ miễn dịch làm da khô hơn, nước trong cơ thể bốc ra ngoài, da khô, nhám, làm tăng tình trạng ngứa, tình trạng khô da em bé, và đây là cái cơ chế chính của bệnh chàm. Xin bác sĩ giải thích cho quý vị khán giả của chương trình được biết về những biểu hiện của bệnh chàm ở trẻ em là gì ạ? Chàm thường khởi phát ngay từ đầu, từ giai đoạn trẻ, mà có thể khởi phát thứ nhất là lứa tuổi từ 2 tháng đến 2 tuổi, người ta gọi là chàm nhũ nhi hay là chàm sữa. Và lứa tuổi lớn hơn là 2 tới khoảng 10 tuổi, và lứa tuổi trẻ lớn hơn trên 10 tuổi trở lên. Thì ở lứa tuổi hồi nãy đã đề cập là chàm sữa đó là lứa tuổi từ 2 tháng tuổi cho tới 2 tuổi á, thì thường biểu hiện là những cái mảng hồng ban ở hai bên má là khởi đầu vậy. Sau đó có thể lan lên trán hoặc lan xuống cằm và lan nhiều chỗ, nhưng mà thường ở vùng quanh mắt, quanh mũi, quanh miệng thì không có. Một số trường hợp nặng có thể lan lên cái vùng duỗi ở cánh tay, vùng khuỷu, vùng đầu gối và thân mình hoặc là tứ chi. Nhưng mà thường vùng tả lót và vùng nách thì không có bị ảnh hưởng. Thì cái sang thương nó thường trẻ ngũ nhi thường giai đoạn cấp tính, thì cái sang thương thường là ngứa rất nhiều, nổi hồng ban lên, rỉ mụn nước và nó rỉ dịch, sau đó nó đóng mày. Thì đặc điểm là giai đoạn cấp tính rất là ngứa, làm cho trẻ bứt rứt, khó chịu, khó ngủ.
Còn giai đoạn mà chàm ở trẻ lớn hơn từ 2 tuổi cho tới 10 tuổi á, thì cái tổn thương nó kéo dài thời gian, do đó da nó khô hơn, ráp hơn và trẻ cảm giác ngứa nhiều hơn, và động tác ngứa có thể làm da nó dày lên và nhiều rãnh ngang dọc giống như cái bờ bàn chải mà từ chuyên môn gọi là lichen hóa. Những yếu tố mà làm cho bệnh chàm ở trẻ em nặng thêm là gì thưa bác sĩ? Những yếu tố đó là gì? Thí dụ như là bệnh nhân tiếp xúc với dị ứng nguyên nhiều. Vị ứng nguyên thí dụ có thể liên quan tới thức ăn. Một số bệnh nhân thì nhạy cảm với một số thức ăn đặc biệt và làm nặng lên tình trạng chàm. Hoặc là bé cơ địa dị ứng sữa, công thức sữa bò thì có thể nặng hơn tình trạng chàm. Hoặc là tiếp xúc với một không khí ô nhiễm, hoặc là thú nuôi. Những cái thú nuôi, ví dụ như những lông chó, lông mèo vân vân, có thể con mặt nhà ở trên mền ra chiếu gối có thể làm nặng hơn cái tình trạng chàm nặng. Hoặc là nhiều khi mình thấy nhiều em bé bị chàm mà các ba mẹ cứ nghĩ là cái sang thương này là mất vệ sinh đặc dơ, thì tăng cái tắm, tăng cái kỳ cọ hoặc dùng những cái chất sữa tắm mà cái độ kiềm cao, tăng chất tẩy rửa thì làm nặng hơn cái tình trạng chàm. Hoặc là tiếp xúc với lại những cái vải sợi len thì nó làm cũng làm kích ứng da của em bé, hoặc là môi trường ô nhiễm khói thuốc lá. Và đặc biệt về mặt thời tiết á, thì ví dụ như thời tiết mà vào mùa đông khô lạnh thì bệnh chàm tăng lên, và ngay cả thời tiết không khô lạnh mà ở thành phố đi nữa thì hay bà mẹ có thói quen dùng máy điều hòa, thì máy điều hòa nó làm lại tăng tình trạng khô da, tăng tình trạng mất nước và làm thêm nặng hơn tình trạng chàm. Thưa bác sĩ, khi mà mình phát hiện ra trẻ bị bệnh chàm á, thì việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Trong những cái giai đoạn mà cấp tính á, thì em bé có thể là rỉ dịch nhiều, thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc hoặc những dung dịch làm cho da nó bớt rỉ dịch, khô lại. Và khi cái tình trạng da đã được khô ráo rồi thì bước tiếp theo thường bác sĩ sẽ cho dùng những cái sản phẩm, những cái kem dưỡng ẩm để làm bớt cái tình trạng khô da. Mà bớt cái tình trạng khô da thì em bé da sẽ đỡ tổn thương, đỡ ngứa và em bé sẽ dễ chịu hơn. Và dùng ngay cả cái dùng kem dưỡng ẩm nó cũng không phải là đơn giản. Thí dụ như trong giai đoạn mà nặng, khô nhiều thì mình sẽ dùng kem dưỡng ẩm riêng dành cho da khô nhiều, nặng. Khi mà em bé đã hoàn toàn hết sang thương rồi hoặc là tương đối lành lặn rồi thì mình sẽ dùng những kem dành cho giai đoạn phòng ngừa. Một điều rất là chú ý với các quý vị phụ huynh ở chỗ là nhiều khi quý vị phụ huynh vừa nhìn thấy cái sang thương da trên em bé hoàn toàn lành lặn hết thì các quý vị phụ huynh thường thì ngưng dùng cái kem dưỡng ẩm. Nhưng mà thật ra ngay cả nhìn cái sang thương da mà nó lành lặn hết về mặt đại thể mình nhìn thấy đó, nhưng mà thật ra thì tiến triển viêm ở dưới da nó vẫn tiến triển ở một mức độ nhất định. Do đó về mặt lý thuyết và chuyên môn thì khi giai đoạn da em bé hoàn toàn tiến triển tốt, khô da lành lặn thì mình vẫn phải duy trì những cái dạng kem dưỡng ẩm dành riêng cho giai đoạn đã ổn định nói tiếp, chứ không mình không có thể ngưng đột ngột. Và cái thứ hai nữa là mình dùng, coi nếu có điều kiện mình có thể dùng thêm những cái sữa tắm riêng biệt dành cho da khô và da chuyên biệt dành cho em bé. Nó khác với những sữa tắm mà có độ pH kiềm cao gây kích ứng. Những sữa tắm này thì thường người ta dành riêng cho da nhạy cảm thì pH nó thường phải 5,5 đến 6,5. Nó dịu nhẹ, ít kích ứng và thích hợp cho da khô, da chàm. Cái thứ hai là bản chất chàm là viêm mãn tính tái đi tái lại. Do đó mình sẽ dùng những cái thuốc bôi corticoid hoặc là thuốc ức chế miễn dịch nếu phải những trường hợp nặng cần cái chỉ định, hoặc là những vị trí riêng biệt cần chỉ định bác sĩ. Nhưng mà chú ý là những thuốc kháng viêm này không thể tự ý mà bệnh nhân dùng, bởi vì nó có những cái tác dụng phụ nhất định, nhất là đối với trẻ em làn da rất mỏng manh, non nớt, do đó cần phải bác sĩ chuyên khoa để dùng những sản phẩm bôi corticoid dạng dịu nhất, nhẹ nhất để ít tác dụng phụ nhất đối với em bé. Và những cái thuốc bôi này dùng thật sự cần thiết trong những giai đoạn cấp tính nên dùng, và qua bác sĩ chuyên khoa thì người ta biết cách để sử dụng dạng dịu nhất, nhẹ nhất, ít tác dụng phụ nhất, nên các bà mẹ cứ yên tâm sử dụng. Câu hỏi cuối cùng trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay, xin bác sĩ Nguyễn Đình Huấn có thể đưa ra một số lời khuyên để giúp cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ được biết về cách mà có thể là chăm sóc con và theo dõi con mà bị bệnh chàm tại nhà là gì ạ? Chăm sóc ở nhà rất là quan trọng. Thì
mình phải hướng dẫn, tại vì cái hàng ngày bà mẹ tiếp xúc với em bé nhiều hơn là bác sĩ. Thì chăm sóc tại nhà, đầu tiên mình nói về cái việc tắm rửa. Thì tắm rửa thì nên tắm nước ấm và tắm không quá lâu, trên 15 phút. Với tắm lâu quá nó làm mất đi cái lớp lipid bảo vệ da em bé, tăng tình trạng khô da. Và mình dùng sữa tắm riêng biệt dành cho da cơ địa chàm, da khô. Sữa tắm có pH từ 5,5 đến 6,5. Và khi tắm xong rồi á, mình nên dùng cái khăn lau khô nhẹ nhàng bằng cotton, tránh trà sát nhiều gây nhiễm trùng. Và sau khi tắm xong là phải bôi những cái kem dưỡng ẩm trong vòng khoảng 3 phút cho đến 5 phút. Thì giai đoạn này thì nó giúp cho hấp thu tốt để dưỡng ẩm, chống khô da. Và không nên dùng những cái sữa tắm mà nó gây kích ứng cho em bé thông thường như nhau, như người lớn hay dùng. Những sữa tắm nó gây độ kiềm cao thì không thích hợp với da. Về quần áo thì nên chọn cái quần áo mặc cotton 100% để thấm hút tốt. Nhiều bà mẹ thì thích những quần áo mà sặc sỡ hoặc có hình con này con kia. Nhưng mà nhiều khi những cái hình có con này con kia, đôi khi cái chất liệu ni lông hoặc là những cái chất liệu len vân vân nó gây kích ứng, nên chọn cái chất liệu 100% cotton và không mặc quá chật hoặc gây kích ứng. Và chàm thì em bé thường hay gãi, ngứa là đặc tính rất quan trọng của chàm, do đó mình phải cho em bé cắt ngón tay để tránh cào gãi. Cào gãi nó sẽ làm tăng thêm cái tình trạng bội nhiễm vi trùng, hoặc là khi mà ngủ mà em bé cào gãi ngá quá thì mình có thể đeo những cái bao găng tay lại cho em bé. Còn phòng ốc thì thoáng mát, hạn chế dùng máy lạnh, để một không khí thoáng mát tự nhiên và không dùng những cái chất mà hương thơm, dầu thơm gì trong phòng gây kích ứng. Chuyện này quan trọng muốn trao đổi với quý bà mẹ luôn, tức là chàm, quý bà mẹ hay kiêng cữ quá mức. Thật ra bản thân chàm vẫn cho bà mẹ ăn uống, bà mẹ vẫn cho em bé ăn uống như bình thường. Chỉ kiêng cữ những thức ăn nào mà khi mình thử em bé ăn vô mà thật sự nặng hơn. Còn nếu mà ăn vô nó bình thường thì vẫn ăn uống tất cả mọi thứ thông thường giống như bao em bé khác, chứ không phải kiêng cữ hải sản, rồi thịt bò, thịt gà vân vân. Như vậy thì ảnh hưởng tới sự dinh dưỡng của em bé và về mặt khoa học thì không thực sự cần thiết. Còn khi mà cho em bé uống sữa rồi đó, để cho giảm kích ứng đó, thì bà mẹ nên vệ sinh cái vùng miệng cho sạch sẽ, dù dùng khăn sạch lau khô để tránh những bột hoặc sữa dính có thể gây kích ứng da của em bé. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đình Huấn trong chương trình hôm nay. Bác sĩ Nguyễn Đình Huấn, chuyên khoa da liễu Bệnh viện Nhi Đồng 1, vừa tư vấn cho chúng ta thấy bệnh chàm thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Loại bệnh này có liên quan đến nhiều yếu tố như cơ địa, thời tiết, thức ăn, môi trường. Những trẻ mắc bệnh này thường cơ địa đã có sẵn, bình thường bệnh không biểu hiện. Nhưng khi gặp yếu tố thuận lợi thì bệnh sẽ bộc phát, lộ ra triệu chứng. Khi bệnh đã bộc phát một lần thì sau đó thường xuyên tái phát cho đến khi trẻ ngoài 2 tuổi. Và may mắn là những mảng tổn thương trên da do bệnh chàm gây ra khi điều trị khỏi sẽ không để lại vết sẹo. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đình Huấn, bệnh chàm có tính di truyền. Nếu cha mẹ hay anh chị em của cha mẹ từng có các bệnh như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, chàm thì trẻ sẽ dễ mắc bệnh chàm. Nếu cha hoặc mẹ từng có các bệnh trên thì con sinh ra có nguy cơ mắc bệnh chàm 50%. Nếu cả cha và mẹ từng có các bệnh trên thì 100% con sinh ra sẽ mắc bệnh, nhất là khi thời tiết lạnh, bệnh ở trẻ sẽ bộc lộ ra ngoài. Một số trẻ có cơ địa chàm như nói ở trên, khi bắt đầu ăn dặm, dùng những thực phẩm như đồ biển, đậu phộng, thức ăn lên men, cũng có trường hợp làm bệnh bộc lộ. Những người thân trong gia đình khi thấy những mảng đỏ, mụn nước ở vùng mặt của em bé, thì những mảng đỏ này có thể chảy nước gây nhiễm trùng. Phần lớn những trẻ mắc bệnh này, bác sĩ không cho nhập viện, trừ những trường hợp quá nặng, vì những mảng đỏ chảy nước rất dễ bị nhiễm trùng nặng hơn khi gặp ổ vi trùng ở môi trường bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về chủ đề chàm sữa ở trẻ em cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.